Dự kiến về lộ trình mở cửa trường học, tổ chức học sinh đi học trở lại trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 với học sinh khối lớp 9 và 12, sau đó mở dần cho các khối lớp còn lại. Học sinh Nguyễn Hữu Khải Hoàng chia sẻ lo ngại. Số ca nhiễm hơn 1.000 ca mỗi ngày thì trong trường học vẫn sẽ có xác suất là có F0. Thầy cô, học sinh bảo vệ, thầy hiệu trưởng hay gì đều có khả năng hết, nên mình cũng phải phòng dịch theo. Ca nhiễm tăng, nhưng hầu hết học sinh đều được chích ngừa COVID đủ mũi. Nam sinh Nguyễn Viết Minh nói rằng nên mở cửa trường học. Học online thì cũng có vài cái lợi, ví dụ như có thể phòng tránh được COVID tốt. Nhưng mà nếu mà chỉ có phòng tránh COVID thì dạng cũng không tốt lắm. Nhưng mà dạng em thích sẽ đi học hơn, vì dạng sẽ gặp bạn bè và cũng có thể tránh những dạng người không siêng năng mà có thể đạt điểm cao. Khi các khối lớp đến trường bình thường trở lại, thì khả năng xuất hiện F0 COVID ở chốn học đường là điều đương nhiên. Trong trường hợp đó, liệu nên dừng học trực tiếp tại cụ thể lớp có ca nhiễm hay sẽ dừng toàn trường cho việc kiểm soát dịch? Theo quan điểm của học sinh Nguyễn Hoài Đức là hãy tạm đóng cửa trường. Trong lớp học mà trong trường mình có xuất hiện F0 thì em là nên cho cái trường nghỉ luôn để học online. Tại vì học online điểm mình cao với lại nó cũng thoải mái hơn nhiều. Còn theo học sinh Nguyễn Viết Minh, ngay cả người nhiễm là thầy cô giáo thì cũng chỉ nên dừng ở các lớp mà thầy cô đó dạy. Em nghĩ là nên chỉ cách ly những cái lớp mà người thầy cô đó dạy, chứ đừng cách ly cả trường. Mọi chuyện về việc đến trường đi học trở lại bình thường khi hầu hết các em học sinh đã chích ngừa đủ mũi vẫn là những tính toán cho thì tương lai ở bối cảnh số ca nhiễm mới COVID trên cả nước đang tăng trở lại và số thương vong vẫn chưa giảm như mong muốn.